Chào mọi người, nay làm clip tiếp. Mình chia sẻ thôi với anh em thôi, chứ mình không có chuyên làm clip nha. Bình thường thì những cái clip trước thì cũng xin lỗi, tại vì ức chế quá. Tại vì cái xe đó là chỗ người quen bán cho mình, ức chế quá mới có những cái lời nói không hay. Không kiềm chế được cho nên là nói những cái không hay, những câu không hay thì tại đây là công việc của mình. Hôm nay mình chia sẻ với những người mới tập chơi, mới biết chơi phân khối lớn để mà giảm bớt cái rủi ro cho những cái anh em mới chơi, chứ mình không có dám nói với những anh em chơi lâu hay là này kia. Thì hôm nay gặp cái trường hợp là này, anh em quen rồi đúng không? Cà phê sữa này là nước mát thì vô máy, vô vớt thì anh em cũng biết rồi. Nó sẽ có hai đường vô, một đường là ở Romilac. Cái xe này đời 2001, 2003 thì đầu cũng chưa rớt thiệt, xe chưa rớt đầu. Thì có hai nguyên nhân chính vào nước để mà nước lồn vào nhớt vào máy á. Thì nguyên nhân đầu tiên là ở Romilac, do nó nóng quá, hết nước hay là quạt không quay, nó sôi nước gì đó, nó nóng quá thì nó sẽ bị ở Romilac đó. Trước mắt là ở Romilac thì đường nước nó vô cái đường chân lòng đó. Đường thứ hai là ở những cái xin, cái xin nó đưa vào cái bơm giống như cái này đó. Thì trường hợp ở cái xe này là bị nước vô ở cái xin ở trong cái bơm á. Thì tùy theo cái máy, những cái máy, có những cái máy cái bơm nước nó nằm bên ngoài, mình có thể mở ra cái bên ngoài để mình kiểm tra. Còn những cái đời này, những cái đời cũ này nè, và những một số máy thì cái bơm nước nó nằm ở trong cái bụng máy trong này đó, nằm ở dưới đít máy nè, thấy không? Thì cái xin này nó đúc ở ngoài nè đó. Cái xin này nó chai rồi, nó không có khích được thì nước nó mới lòn ra ngoài đó. Thì những cái bơm nước đó mà nó nằm bên trong máy thì rất khó có thể bảo trì hay kiểm tra. Thì cái xe này thì có thể là chủ nó không biết. Cái người bán theo cái lời nói của người bán á, thì dựa trên đó thì mình phán đoán cũng chưa xác định được gì. Thì cái lúc mà bán xe cho cái anh này không biết chơi phân khối lớn, đây là chiếc xe đầu tiên, thì người bán xe nói là xe hết nước, về kiểm tra châm nước vô. Thì anh về anh châm nước vô thì anh thấy là cái mắt coi nhớt bên kia nó màu xanh luôn, là nó ra cà phê sữa luôn. Thì chứng tỏ là trước đó nó đã bị xì rồi. Thì cái người chủ xe không có kiểm tra hay là không có cơ thợ kiểm tra, không thấy được bệnh hay gì đó, không biết là không khắc phục nó. Thì ví dụ như lúc đầu mình thấy như bây giờ mình kiểm tra thì nó không ở Romilac, thì kiểm tra cái đường nước ở cái bơm thôi thì mới phát hiện ra là cái xin nó chai rồi, thì thay xin thôi. Nhưng mà cái hệ lụy nó mang tới là cái máy nó đã bị xào rồi đó. Đừng bao giờ để cái hệ lụy, mình phải kiểm tra. Thì để giảm cái rủi ro này thì hôm nay mình mới chia sẻ với anh em đó, để anh em biết đường thật sự phân khối lớn rất là bền, nó bền và nó cũng dễ thôi. Nếu mà cái máy zin, điện zin thì nó cũng dễ thôi, không có gì gọi là khó cả. Chỉ những trường hợp mà bị làm sai quá rồi thì nó mới khó thôi, chứ còn bình thường như vậy nó không khó đâu. Mình phải có những cái kiến thức cơ bản để mình chăm sóc và mình bảo dưỡng, mình sử dụng nó, thì muốn nó hư khó lắm. Cho bạn chạy mắt bít hoài luôn á thì nó chỉ mau xuống cái đường hơi là bít tông bạc này kia thôi, nó mau xuống cái hơi, xe nó yếu dần dần đi đó, yếu dần cũng theo cây km mà. Thì cái gì cũng vậy, nó sẽ hao mòn theo cái km sử dụng. Nhưng mà chắc chắn là những cái hư hỏng như vậy chắc khó sẽ xảy ra, chắc chắn. Ví dụ như mình phát hiện được cái là mình rút ra mình thay xin thôi đó, mình để xin nhớt ở lại, còn cái này nó nặng quá rồi, chủ xe để chạy một thời gian thì nó đã
ảnh hưởng đến những cái đồ bên trong rồi, nó phát ra tiếng kêu ở phần cơ rồi đó, thì nó có ảnh hưởng rồi. Nói chung là mình không quay được nhiều cái xe, mình chỉ quay cái chỗ sự cố thôi để mình chia sẻ, chứ mình không muốn mọi người biết nhiều thông tin về cái xe này. Thì mục đích xài hoặc mục bán gì chủ xe cũng không thích, đó là cái bảo mật cho khách hàng đó. Thì mong anh em thông cảm, chia sẻ nhau về cái vấn đề trục trặc và cái cách giải quyết nó thôi. Thì trước mắt hiện tại cái ca này á, cái ca này thì anh em nên tháo cái đít máy xuống giống như mình, để mình vệ sinh ở bên trong và mình thay lại cái sim đường nước, để mình bắt lại cái đường nước, mình nổ máy, mình đổ nhớt mới vô, mình xúc xúc tầm vài lần, xúc chừng nào cho cái nhớt nó sạch thì thôi. Cái này là phải chịu, tại vì máy này nó chưa rớt đầu mà, nó để mà cái tiếng kêu cái hiện tại là do cái sử dụng, khách hàng sử dụng cái nhớt mà vô nước này khoảng một thời gian á, phát ra tiếng kêu, nhưng mà đó là tiếng kêu không chính xác, tại vì cái động cơ nó không được bôi trơn nữa, nhớt với nước nó sẽ thành đất rồi, nó mất cái độ bôi trơn rồi, nó sẽ tạo ra cái độ ma sát đó. Thì cách khắc phục của nó đơn giản nhất, tại vì xe chưa bị lột máy, chưa bị lột gen, thì mình nó đã phát ra tiếng kêu nhưng mà mình chưa biết đó là cái chính xác được là có lột gen hay không, hay là nhẹ hay nặng hay như thế nào. Đây là gen rồi, thì bây giờ mình vệ sinh sạch nhất để mà đỡ giảm lại cái số lần mà châm nhớt mới vô, để mà mình nổ máy mình xả đó, nó giảm lại. Mình mới hạ cái đít máy xuống, sẵn thay sim, tháo mấy cái ống này thay sim, với lại vệ sinh bớt ở những cái hộc mà máng nhớt ở dưới. Đó thì cái bụng nhớt ở dưới thì để mà mình gắn lại, mình châm nhớt mới lại, mình nổ máy, nổ khoảng đừng nổ lâu nha, khoảng